Không có lộn. Có bị lộn được chắc. Xong. Nó lộn gì đó. Ông lại, mày đâu ăn đó. Con sông nước của Đông kính chào bà con cô bác và các bạn, mời bà con cô bác và các bạn cùng Vũ Hùng trải nghiệm về nghề câu cá kết nha cả nhà. Đây, ó vậy hoạch nè. Dính này. Cá đi là cá bự không à, từ xưa giờ vậy không, trong trong truyền thuyết để lại mà, cá sảy là cá lớn vậy không, mà nó đúng là vậy, cắm câu cá lóc vậy, gặp cá nhỏ không nắm gịch lên hay không gì chứ, mà gặp cá bự dè hoài không biết sao, trời trời sợ sảy không biết, gịch ta gịch luôn rồi, cái bực cái rồi lúc đó sợ đi đó, sợ quýnh trong mình như thế. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Tới rồi cả nhà ơi, hết mồi luôn cả nhà ơi. Quá lu bu gia đình bác tám nhắc này lu bu. Lu bu rồi. Đó. Đó, hầm cặp luôn. Bữa nay chắc thành công rồi, cái môn thảy này chắc thành công. Mày gan rồi hả, biết thảy rồi hả? Mày gan rồi đó. Bữa nay chắc thành công rồi. Chắc có ai trong mình hay gì đó. Thiệt tình đấy. Cứ chung xuồng mà làm giết cũng phải thành công thôi. Dính được cả nhà luôn. Tức chết thì thôi. Ăn vậy mà không dính. Cá gì nó ăn tình sấm sét ái tình ông nội vô. Có chút xíu mình gật một cái muốn vớt càng cẩu xong á. Này cái bằng nhỏ mà láo nè. Có lớn ăn vậy đó. Dính rồi cả nhà ơi. Tưởng đâu bữa nay tiêu rồi cả nhà ô. Chuyến này lên chắc gì à, chắc con vợ nó đóng dước rồi đó. Tính quay cái đít vô mọi người không sao. Chuyến này tính là quay cái đít đi trước rồi đó. Thẳng luôn à. Chuyến này nở mặt nở mày với lối sớm bà con rồi đó. Rồi bước chuẩn bị tới cửa có cà phê chưa? Nực nực chúng mình rồi đó nghe. Mấy bữa mà câu thắt á, mấy bà hỏi hoài cái lúc đó đâu nói gì. Bức rứt trong mình rồi nghe. Đừng có hỏi nghe. Ai vậy? Ai trời? Ai vậy? Ai mà kêu xuống bên đò? Nó mới đòi mông mẻo. Xuống thấy liền là đống nào đống nấy, đống bành bành không nè. Cái cầm là dưới kia đó rồi, ngay chỗ đòi mông mẻo á. Ai quất cả nhà ở quất anh Ba Hưng á hả, trời ơi ông
đi câu cá mà thiệt tình ở đời đi chơi nó chưa có thấy cảnh mà dãi nắng dầm mưa nắm đen nắm đỏ đâu. Mù lưng nữa cả nhà ơi, sao bữa nay hôm nay dính mù lưng liền phát luôn cả mù lưng luôn cả nhà ơi. Ông đó ông phái mù lưng quá cả nhà ơi. Cái bí quyết này cũng độc lắm, bí quyết mù lưng dính đuôi. Bí quyết này đây nè, trong cái đội câu có mình nó đó. Độc thủ đại hiệp nữa. Sớm giờ như đâu 4 5 con vậy dính lưng rồi đó. Mù lưng nữa. Có cái chiêu gì nó giấu đó. Chắc này hết gió. Sao giờ dính cái láng mà không đi thằng nó có láng hả mày? Cả nhà ô, bệnh cái nhà. Biết cái hàm dâu mà nhánh 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 thì có thấy kìa. Bởi vì nó ngộ không biết sao nói cái người mà dính cá mà lớn lớn hơn cá mình cái người ta thấy cái kiểu cách nhìn thấy ghét lắm kìa. Chứ điều tao muốn luyện vô mà giờ nói tiếng luyện vô mặt thì quá nặng chứ tao muốn luyện vô mình á, luyện cái bằng luyện khí thế đó. Thường thường đó tao kêu là láo cá chỉ. Nhà ô nhìn nè cô phải đuôi nữa không, không muốn lưng nữa là bữa nay đây tới chiều giả đuôi với mua lưng liền. Bây giờ ông công câu dế luôn không, không có mối nữa hả? Dế không à, mối mà còn nhiều không cá, mối còn nhiều không? Giờ lần này đem qua là rồi đó, xong rồi đó đại ca ơi. Đúng, nó đang tài tụ mình đừng để cho nó dài dạ. Ừ. Trời ơi, dính đâu rồi? Ủa cái gì ở biển Thái Bình Dương mới luôn dung mình không thôi còn thôi móc đi móc dưới đi móc đi móc đi tôi đi cậu Minh Mông nè móc đi đưa đây Minh Mông mà móc cái để giấc này thăm chỗ lại giấc cao có lý nữa đó bự dưới đó cá ăn nước dòng hả. Nước bị giấc này mới dòng. Công nhận của bên đò này đưa dính nha cả nhà. Biết bao nhiêu một năm mà nói ta. Trên mưng mưng cầu chuối nhỏ xíu rồi đó. Khoảng 500 đồng tờ. Ừ. Chạy má không á. Học đi chỗ già mừng nó đi qua bên vô qua bên còm á. Qua bên cái xếp bên đó đó. Ừ. Tại có mà thời đó là mới thời đó là lúa. Lúa đâu có 18 19 ngàn dạ đó. Dành đảng quốc 500 đồng. 500 đồng. Tại gô phải đó chứ. Hồi đó mà 500 đồng mà dẫn một cái con nhí mình đi ăn là một chén trà bà trà bự ở đấy cũng vinh hạnh lắm đó. Có mối dính hoài đó, chừng nào nó chảy mà dẫn dây thôi à, ở đây mà nó chảy dễ câu hơn dưới cái bãi nó chảy cũng không á, chảy chậm á. Hết dế rương rồi cả nhà ơi. Gần như cô ông Sáu là mình câu là tới chiều luôn, tối luôn, nước nó dập. Nước này dòng đâu có dòng nhiều. Ương lại đặng cái tối gói đầu nước lớn lại.
đâu có dòng kẹt như nước sáng đâu. Cá này cá ba không? Cá chích dưa. Dù biết rằng em thành hôn dài đi nữa thì chỉ cũng về lại với em để mừng ngày vui sức gia cho vui lòng ba với má. Chỉ nở mặt mày dưới lối sớm bà con còn vườn ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng chỉ vô cùng sung sướng. Mời cả nhà mình nghe giọng hát nha của sư phụ tôi. Em có một người chồng đúng như lòng chỉ đã hàng mong. Ôi đau đớn thay, muốn gọi tên ai mà gọi chẳng nên lời vui. Em hãy nghe đây là sự thật. Đừng dưỡng ba tôi lại dưỡng mà. Sự thật chỉ hai đây là chỉ đây là chỉ ruột của hai em. Quá sao hay. Rồi cảm ơn các đại sư huynh nha. Cả đội mình. Thôi Nguyễn Hùng cũng kết thúc video. Cả nhà ơi, cho Nguyễn Hùng một like và đăng ký kênh Sông Nước Cửu Long. Share cho Nguyễn Hùng rất cảm ơn. Rồi hẹn gặp lại video tiếp theo.